Diễn đàn Thương mại Đầu tư Việt Nam-Mỹ Latin do Bộ Công Thương tổ chức đã trở thành một sự kiện thường niên, là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác và kinh doanh. Tại Diễn đàn Thương mại và Đầu tư Việt Nam-Mỹ Latin năm 2018, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với các nước Mỹ Latin, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định, thỏa thuận với một số nước trong khu vực. Việt Nam mong muốn nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên khoảng 18 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021, thu hút từ 3 đến 5 tỷ đô la Mỹ đầu tư từ khu vực Mỹ Latin, trong đó mở rộng hợp tác đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, dầu khí, viễn thông và nông nghiệp. Thông qua việc trao đổi và thảo luận, diễn đàn góp phần tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên xây dựng chiến lược tiếp cận, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu, thúc đẩy hoạt động trao đổi thương mại, đầu tư hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ Latin theo hướng bền vững.